Vừa rồi thì ba trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội bị công an vào kiểm tra, và mới nhất chiều nay ấy, thì là có một trung tâm tại Mỹ Đình cũng bị kiểm tra. Thật sự quá buồn luôn anh em ạ. Làm ăn kinh doanh cuối năm chỉ trông chờ làm ăn có cái Tết mà làm ăn suốt ngày lỗ thôi, chán vãi thật. Mà ông, nhiều anh em lại hoan hỉ nữa chứ. Ông than vãn cái gì? Ôi anh, cả làng nó lỗ chứ đâu phải là mỗi mình ông lỗ. Ủa thế à? Bất động sản lỗ này, buôn ô tô cho tôi lỗ này, con này là nhập vào là 2,5 tỷ này, tớ bán 2,1 tỷ không ai mua. Ôi giời, cắt lỗ 4 lít. 4 lít còn chưa trôi này, thậm chí là cắt lỗ 6 lít thế này. Thế mà nhiều anh em hoan hỉ trong cái điều đấy đấy anh ạ, buồn lắm. Đây, ông thấy biển đẹp không? Biển đẹp vẫn lỗ đây ông ạ. Vẫn lỗ, lỗ 4 lít, còn con nào lỗ nữa không? Đây, một dàn đây. Đấy, nhà tôi đây, ông tính là mỗi con lỗ 1 lít đây này. Ông đếm xem bao nhiêu lỗ. Chẳng thật ý. Đâu có con nào, con này là bao tiền anh? Con này anh đang bán khách bao tiền, nhập bao tiền? Con này chắc là lỗ 30. Lỗ 30. Là ít nhất, đấy, còn lại lỗ 500 đây này. Đây, mỗi con lỗ 1 lít ông đếm đi. Để thế nhá. Ôi, thì mấy con cao to đen hôi này thì bao tiền anh? Đây, Fortaler, máy dầu 2021. Trước bán bao tiền? Nhập vào là 1 tỷ. Tỷ 1. Bây giờ 1,060 không trôi. Lỗ 40. Lại lỗ tiếp. Chết. Thôi anh em ạ, lỗ này là cả làng rồi. Nên là anh em nào mà... Thật ra em thấy đau nhất ý, nó không phải là anh bán xe đâu. Mà mấy ông chơi chứng khoán với coi ý. Tầm này anh lỗ 40 anh còn cắt được. Chứ coi với chứng khoán thì cắt thế đấy được. Đúng không? Thế thì tôi tính là tôi vẫn còn may mắn. Đúng không? Chúng ta vẫn may mắn. Vẫn còn may mắn. Chứ mấy ông bất động sản là coi như là cắt 50%. 50% ông, đấy cắt được cái gì? Chứng khoán là cắt gần 100%. Mà coi thì thôi. Coi thì thôi, đừng có... Thôi. Không nói chuyện. Bỏ nghề.